chân dung vào cuộc đời của top 3 vị Hoàng Thái Hậu sống thọ nhất trong hậu cung nhà Thanh. Hoàng Thái Hậu thường được gọi tắt là Thái Hậu, là một tước vị dành cho mẹ của Hoàng đế hay chính thê của tiên đế hoặc Thái Thượng Hoàng trong các khối đồng văn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Về ý nghĩa chuẩn thực sự, danh hiệu này được Hoàng đế đang tại vị tấn tôn cho người vốn là Hoàng hậu của Hoàng đế tiền nhiệm. Vào thời kỳ đầu như nhà Hán, các mẹ ruột của Hoàng đế kế nhiệm vốn là Hoàng hậu từ trước, do vậy theo quy củ, chỉ có người từng là Hoàng hậu mới có tư cách tấn tôn Hoàng Thái Hậu. Dần về sau, như nhà Đường và nhà Tống, lại có hiện tượng Hoàng hậu là đích mẫu của Hoàng đế đang tại vị, còn sinh mẫu vốn chỉ là phi tần. Vào lúc này, danh vị Hoàng Thái Hậu gần như chỉ dành cho đích mẫu. Trong trường hợp tồn tại cả hai người, nếu đích mẫu đã mất thì mới có thể tấn tôn sinh mẫu. Sang thời nhà Minh và nhà Thanh, sinh mẫu cũng có thể được đồng tôn danh hiệu Hoàng Thái Hậu, nhưng với những hạn chế đặc thù nhất định. Chữ Thái, cũng giống với chữ Đại, đều mang ý nghĩa to lớn, cộng thêm tư tưởng lấy hiếu vị thiên, đã khiến địa vị của các Thái Hậu trở nên đặc biệt trong triều đình và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua cuộc đời của 3 vị Hoàng Thái Hậu thọ nhất dưới thời nhà Thanh nhé. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dí úp video dưới mọi hình thức. Top 3, Chiêu Thánh Hoàng Thái Hậu, thọ 75 tuổi. Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, thường được gọi là Hiếu Trang Thái Hậu, Chiêu Thánh Thái Hậu hoặc Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu. Bà là phi tần của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, thân mẫu của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng Đế và là tổ mẫu của Thanh Thánh Tổ Khang Hy Hoàng Đế. Bà nguyên là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm Bắc Nhĩ Tề Cát Đặc Thị, sinh ngày 8 tháng 2 âm lịch, năm thứ 41 niên hiệu Vạn Lịch triều Minh 1613. Tên đầy đủ của bà theo phiên âm Hán là Bố Mộc Bố Thái, tương truyền bà còn có Hán danh là Đại Ngọc Nhi. Tuy nhiên cái tên này được xác định có từ tiểu thuyết thời dân quốc cùng phim ảnh hiện đại. Năm Vạn Lịch thứ 42 1614, Hoàng Thái Cực kết hôn với cô ruột của bà là Chiết Chiết. Vì 11 năm mà Chiết Chiết phúc tấn không sinh được bất kỳ người con nào, nên anh của Chiết Chiết là Bố Lạc Chạy tang, tiến cử con gái Bố Mộc Bố Thái nhập cung làm phúc tấn cho Hoàng Thái Cực, mục đích muốn bà sinh con trai nối dõi có dòng máu Ái Tân Giác La và Bắc Nhĩ Tề Cát Đặc. Năm Thiên Mệnh thứ 1625, anh trai Ngô Khắc Thiện đưa em gái Bố Mộc Bố Thái đến Thịnh Kinh, Hoàng Thái Cực thu nạp làm phúc tấn, năm đó bà mới 13 tuổi. Năm Thiên Thông thứ 3 1629, bà sinh hạ con gái thứ 4 của Hoàng Thái Cực tên Nhã Đồ, sau là Cố Luân Ung Mục Trưởng Công Chúa. Năm Thiên Thông thứ 6, 1632, bà hạ sinh con gái thứ 5 cho Hoàng Thái Cực, tên A Đồ, sau là Cố Luân Thục Tuệ Trưởng Công Chúa. Năm Thiên Thông thứ 7 1633, bà hạ sinh tiếp tục con gái thứ 7 của Hoàng Thái Cực, tức là Cố Luân Đoan Hiến Trưởng Công Chúa. Năm Sùng Đức Nguyên Niên 1636, Hoàng Thái Cực xưng Hoàng đế, triều đại nhà Thanh chính thức thành lập. Hoàng Thái Cực học theo quy chế Trung Nguyên, lập ra tứ phi. Khi ấy, Bố Mộc Bố Thái được phong làm Tây Cung Trắc Phúc Tấn, phong hiệu Trang Phi, ban Vĩnh Phúc Cung. Trong tứ phi, phân vị Trang Phi có địa vị thấp nhất. Năm Sùng Đức thứ 3 1638, Trang Phi sinh hạ cho Hoàng Thái Cực hoàng tử thứ 9, đặt tên là Phúc Lâm. Năm Sùng Đức thứ 8, 1643, Hoàng Thái Cực mất tại Thịnh Kinh. Vào thời điểm này, ông chưa lập ai làm chữ quân, cũng không để lại chiếu thư. Trong tình cảnh lúc đó, Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn, người có quyền lực nhất trong 8 vị nghị chính đại thần, ông quyết định ủng hộ con trai thứ 9 của Hoàng Thái Cực là Hoàng tử Phúc Lâm kế vị, sử gọi Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng Đế. Sau khi Thanh Thế Tổ Thuận Trị Đế lên ngôi, trong nội cung, Hoàng hậu Chiết Chiết được tôn thành Hoàng Thái Hậu, là Hoàng Thái Hậu chính thức duy nhất khi ấy, còn sinh mẫu Trang Phi được tôn gọi Thánh Mẫu. Năm Thuận Trị thứ 8 1651, sau khi Hoàng Thái Hậu Chiết Chiết băng thệ, Thuận Trị Đế cũng bắt đầu thân chính, tấn tôn Thánh Mẫu Trang Phi làm Hoàng Thái Hậu. Ngày 10 tháng 2, bà được dâng tôn hiệu là Chiêu Thánh Từ Thọ Hoàng Thái Hậu, bắt đầu thiết nghi trượng, chiếu cáo thiên hạ. Năm Thuận Trị thứ 18 1661, Thuận Trị Đế băng hà vì bệnh đậu mùa khi chỉ mới 24 tuổi. Hoàng Thái Tử Huyền Diệp kế vị, tức Khang Hy Đế. Khang Hy tấn tôn Thánh Tổ Mẫu lên làm Thái Hoàng Thái Hậu. Năm Khang Hy thứ 26 1687, tháng 12, Thái Hoàng Thái Hậu lâm trọng bệnh rất nguy kịch. Khang Hy Đế ngày đêm không rời, thân phụng chén thuốc, thỉnh cầu trời xanh có mắt giảm đi tuổi thọ của mình mà tăng tuổi thọ tổ mẫu. Tuy nhiên, sang ngày 25 tháng 12, Thái Hoàng Thái Hậu giá băng, hưởng thọ 75 tuổi. Tang lễ của bà diễn ra trọng thể, vì bà nội mình, Khang Hy Đế đã làm rất nhiều chuyện phá vỡ cựu lệ, điển hình bao gồm cắt bím tóc, tức là cắt điện. Với tài trí và khả năng chính trị của mình, dù chưa từng thùy liêm thính chính, mà chỉ ở sau cân bằng các thế lực, bà được sử sách tôn vinh là người có sức ảnh hưởng và đóng góp to lớn trong buổi ban đầu khi lập quốc của triều đại nhà Thanh, giúp con trai và cháu trai ổn định ngai vàng khi còn quá nhỏ tuổi. Bà chưa bao giờ được lập làm hoàng hậu khi còn sống, chỉ được cháu nội truy phong ngôi hoàng hậu sau khi đã qua đời. Top 2. Nhân Hiến Hoàng Thái Hậu, thọ 78 tuổi. Hiếu Huệ Trương Hoàng Hậu, hay còn được gọi là Nhân Hiến Hoàng Thái Hậu, là kế hoàng hậu của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng Đế và là đích mẫu của Thanh Thánh Tổ Khang Hy Đế. Hiếu Huệ Trương Hoàng Hậu sinh ngày 3 tháng 10 âm lịch, năm Sùng Đức thứ 6 1641, xuất thân từ dòng họ nổi tiếng Bắc Nhĩ Tế Cát Đặc. Theo vai vế gia tộc, Hiếu Huệ Trương Hoàng Hậu là cháu, gọi Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu bằng cô tổ mẫu, gọi Hoàng hậu đầu tiên của chồng bằng cô, gọi Thuận Trị Đế vừa bằng chú, vừa bằng dượng. Năm Thuận Trị thứ 11 1653, Thuận Trị Đế phế truất ngôi vị hoàng hậu của Bắc Nhĩ Tế Cát Đặc Thị, giáng làm Tĩnh Phi. Năm sau, để tiếp tục việc mãn mông liên hôn, cháu gái của phế hậu Phụng Chỉ nhập cung, được đãi ngộ hàng phi vị. Một tháng sau thì chính thức được lập làm kế hậu, chiếu cáo thiên hạ. Năm ấy, kế hoàng hậu chỉ mới 14 tuổi. Theo đánh giá đương thời, tân hoàng hậu tuổi trẻ xinh đẹp, kém Thuận Trị Đế 3 tuổi, nhưng do quá thật thà, không giỏi nhún nhường lấy lòng hoàng đế, nên rốt cuộc bà cũng không chiếm được sủng ái, cũng giống hoàn cảnh của phế hoàng hậu lúc trước, thậm chí Thuận Trị Đế còn nghị luận cùng các nghị chính vương đại thần về việc phế truất bà. Năm Thuận Trị thứ 18 1661, Thuận Trị Đế băng hà, Khang Hy kế vị. Tân hoàng đế đăng cơ, theo quy tắc, tôn vị đích mẫu hoàng hậu của cha mình là mẫu hậu hoàng hậu, còn sinh mẫu thứ phi đông thị được gọi là mẫu hậu. Năm Khang Hy nguyên niên 1662, sau khi đặt định huy hiệu, Khang Hy Đế dâng tôn mẫu hậu hoàng hậu huy hiệu là Nhân Hiến Hoàng Thái Hậu. Năm Khang Hy thứ 26, 1688, Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu băng hà. Trước đó, mối quan hệ giữa Khang Hy Đế và đích mẫu chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, thậm chí có phần dè dặt. Chính vào thời khắc Thái Hoàng Thái Hậu băng thệ, Hoàng đế và Thái Hậu nhất loạt bi ai, chu đáo lo tang nghi cho đại hành Thái Hoàng Thái Hậu. Từ đó trở đi, Khang Hy Đế thường xuyên đến vấn an Nhân Hiến Hoàng Thái Hậu hơn, dần ra tình mẫu tử giữa hai người vô cùng bền chặt và vô cùng kính phục bà. Năm Khang Hy thứ 56 1717, Nhân Hiến Hoàng Thái Hậu bệnh nặng giá băng, thọ 78 tuổi. Khang Hy Đế bi ai cái chết của mẹ cả, dùng nghi lễ cắt điện, nghĩa là tự cắt đi bím tóc đuôi sam của mình để tưởng niệm. Có thể thấy trong suốt triều đại lịch sử, bà là vị hoàng thái hậu có thời gian tại vị cao nhất hậu cung nhà Thanh, với thời gian tại vị 57 năm. Cùng với thời gian làm hoàng hậu, tổng cộng 64 năm, lâu hơn bất kỳ vị quốc mẫu nào trong toàn bộ lịch sử của triều Thanh, cũng như Trung Quốc. Top 1. Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu, thọ 86 tuổi. Hiếu Thánh Hiến Hoàng Hậu, thường được gọi là Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu. Bà là phi tần của Thanh Thế Tông Ung Chính Hoàng Đế, và là thân mẫu của Thanh Cao Tông Càn Long Hoàng Đế. Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu sinh ngày 25 tháng 11 âm lịch, vào năm Khang Hy thứ 31 1692. Gia tộc bà là một chi xa trong đại gia tộc Nữ Hỗ Lộc Thị của Hoàng Nghị Công Ngạch Diệt Đô. Do xuất thân không cao quý, nên khi đó phải dùng thân phận cách vào phủ hầu Bối Lạc Giận Chân. Thời điểm xác định bà vào hầu là năm Khang Hy thứ 43, 1704, khi ấy bà chỉ mới 13 tuổi. Năm Khang Hy thứ 50, 1711, Nữ Hỗ Lộc Thị sinh hạ con trai tên Hoàng Lịch, là con trai thứ tư trong thứ tự ở tông phả của Ung Thân Vương Giận Chân. Năm Hoàng Lịch 10 tuổi, Nữ Hỗ Lộc Thị lần đầu theo Ung Thân Vương vào bái kiến Khang Hy Đế, trong một buổi yến tiệc tại mẫu đơn đài ở Viên Minh Viên. Khang Hy Đế thấy hoàng tôn Hoàng Lịch thông minh hơn người thì thập phần yêu thích, liền đón vào cung cho đọc sách, giao cho Khác Huệ Hoàng Quý Phi cùng Đôn Di Hoàng Quý Phi nuôi nấng. Nhờ đó, cách Nữ Hỗ Lộc Thị cũng được khen ngợi biết dạy con, được Ung Thân Vương coi trọng. Năm Khang Hy thứ 61, 1722, Khang Hy Đế băng hà. Sang ngày 20 tháng 11, Ung Thân Vương Giận Chân lên ngôi, tức Ung Chính Đế. Năm đầu Ung Chính 1723, Hoàng đế ra chỉ phong cách Nữ Hỗ Lộc Thị làm Hi Phi. Khi ấy, những thiếp thất ở Tiềm Để vốn là chắc phúc tấn, mới được sách phong lên các bậc phi hoặc quý phi, các cách chỉ được sách phong cao nhất là lên bậc tần. Tuy vậy, Ung Chính Đế vẫn đặt cách sách phong bà ngôi vị Hi Phi, và ban cảnh nhân cung cho bà. Về chuyện sau này bà có hay không được phong Hi Quý Phi, đến nay vẫn còn nghi vấn. Tuy Thanh Sử Cảo có ghi chép bà đã là Hi Quý Phi, song giấy tờ chỉ dụ nội vụ phủ không ghi lại thông tin bà từng được phong Quý Phi. Năm Ung Chính thứ 13, 1735, Ung Chính Đế băng hà. Bảo thân vương Hoàng Lịch kế vị, tức Càn Long Đế. Tân đế hiếu dưỡng mẫu thân, cùng ngày đăng cơ đã ra chỉ tôn bà với địa vị là Hoàng Thái Hậu, thường xưng Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, và dâng tôn huy hiệu là Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu. Bà có địa vị tối cao, đây cũng là thời kỳ hưng thịnh tột bậc, nên mọi vinh hoa Càn Long đều cung phụng Sùng Khánh Thái Hậu. Năm Càn Long thứ 42, 1777, ngày 14 tháng 1, Hoàng đế nghe thấy Hoàng Thái Hậu không khỏe, tức tốc đến Trường Xuân Viên Quán hầu hạ, vào buổi tối còn bồi hầu Thái Hậu cơm tối. Đến ngày 22 tháng 1, bệnh tình của Thái Hậu đã chuyển biến nghiêm trọng. Đêm đó, Hoàng Thái Hậu đã tiến vào trạng thái hấp hối. Càn Long đế chờ đợi ở bên, rồi sang ngày 23 tháng 1, Hoàng Thái Hậu giá băng ở Trường Xuân Viên Quán tại Viên Minh Viên, hưởng thọ 86 tuổi. Bà trở thành vị Hoàng Thái Hậu thọ nhất của nhà Thanh. Cũng giống như Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu, bà chưa bao giờ được lập làm Hoàng hậu khi còn sống, chỉ được con trai Càn Long truy phong sau khi đã qua đời. Bạn nghĩ gì về cuộc đời của những vị Hoàng Thái Hậu trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi! Chúc bạn một ngày tốt lành!